Chào mọi người nha. Lúc này thì em đang có mặt gần Hoa Viên mọi người. Nghe thông tin là có một đám tang và Hoa Viên an táng mọi người. Hiện tại bây giờ thì em chạy vào Hoa Viên để mà cập nhật cho mọi người xem ha. Và đám tang này của ông cô bà thì xin mời mọi người theo dõi video sau của em ha. Ngay lúc này thì đoàn tang đã tới nơi an táng á mọi người. Cái khu này là cái khu F5 nha. An nghỉ ngay chỗ này nè mọi người. Và không biết là đám tang này của ông cô bà lớn hay nhỏ. Thì chút xíu nữa đây em sẽ cập nhật cho mọi người xem hình ảnh ha. Hiện tại thì xe đang di chuyển vào. Đây là bên cơ sở mai táng Minh Nhật ha. Và hiện tại thì mấy xe đang đậu để mà đưa áo quan xuống nha mọi người. Và mọi người thấy là cái hầm cối rất là khủng luôn mọi người ơi. Và hiện tại thì gia đình người thân đang đưa đồ cúng vô nè, như cây mía nè, với lại cái giỏ đồ bông hoa, xôi chè gì đó. Ở bên kia là hình như là có người đi mua đất để mà an táng cho người thân nè mọi người. Đó. Đám tang này của hình như là cũng của cô này cũng cỡ là sáu mấy 70 gì đó. Đây là mấy anh em nhạc Tây đang chuẩn bị thổi nhạc ha, rất là quen thuộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở phía ngoài thì những người thân cũng như hàng bà con hàng xóm đưa tang mọi người. Đây là những cái người thân người ta đem ba cái đồ của một cụ bà mọi người. Sao tay lên cho bao.
Chưa đâu, chưa dọn, từ dọn đó. Từ dọn đó, chưa hạ dọn. Rồi xá tan xong rồi sẽ hạ nha mọi người ha. Xong có lẽ tứ bái rồi. Vô đây là đại gia không đó, vô đây là đại gia không, vô đây ăn nghỉ ở đây là đại gia không á, tại vì qua duyên mà. Còn nấy thì mình chôn ở đất xã, đất phường thì nó khác. Hai cái luôn nha. Dạ, hai cái. Hai cái là mình vô hai kênh khác hai nhau. Khác nhau. Sửa gốc cho nó đừng có trùng. Xin chia buồn cùng với gia đình, cộng hương linh bà và mẹ cực lạc, nam mô Di Đà Phật.